Sáng nay, Hội đồng đội huyện Tam Nông tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trường trung học cơ sở Hưng Hóa. Tại chương trình, thầy và trò trường trung học cơ sở Hưng Hóa đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 83 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh. 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024, đồng thời các em học sinh được tuyên truyền kỹ năng về phòng chống đuối nước như tìm hiểu các nguyên nhân và một số tình huống dẫn đến tai nạn đuối nước, tuyên truyền các điều cần ghi nhớ để phòng tránh tai nạn đuối nước, cách xử lý tình huống khi bơi và phòng tránh đuối nước, hướng dẫn một số kỹ năng sơ cứu đuối nước. Nhân dịp này, Hội đồng đội huyện Tam Nông tặng 20 phần quà cho các em đội viên xuất sắc trong quân Bắc Hồ đã có những thành tích trong phong trào hoạt động của liên đội.